Những bộ nail diện Tết khiến nhiều nàng ngậm đắng nuốt cay vì cái kết thảm họa. Làm nail hỏng là câu chuyện không còn quá xa lạ với hội chị em, nhất là vào thời điểm cận Tết. Tết đến cũng là lúc nhu cầu làm đẹp, tân trang diện mạo của chị em tăng cao. Bên cạnh quần áo và tóc tai, nhiều chị em còn đầu tư cực mạnh để rinh về những mẫu nail sang chảnh và xinh xắn để chơi Tết. Và đến hẹn lại lên, đây cũng chính là lúc cư dân mạng được dịp chiêm ngưỡng những bộ nail dở khóc dở cười, được tạo ra từ sự thiếu chuyên nghiệp của nhiều thợ làm móng. Bởi vậy, biết bao chị em phải ngậm cục tức từ quán về đến tận nhà. Có lẽ đây không còn là chủ đề xa lạ với dân tình nữa rồi. Tuy nhiên, cứ mỗi năm một lần, mạng xã hội lại choáng váng với những bộ nail nghìn người có một và những câu chuyện bi hài về bộ móng tay ăn Tết dường như chưa chịu dừng lại. Những tưởng khi nhắc về đề tài này thì chị em sẽ nghĩ ngay đến những trường hợp làm móng độc lạ chẳng giống ai. Điển hình như một bài đăng trên một group nọ thì với trường hợp này người ta gọi là những người cố chấp. Quả móng mài ốc ngắn tụn mụn thì bằng móng ngựa của em bé, bao tay bằng phẳng chẳng có bao nhiêu không gian, nhưng chẳng vì thế mà khiến chị em từ bỏ công cuộc làm đẹp. Các bạn nghĩ sao về những bộ nail trên? Hãy để lại bình luận ngay bên dưới video và nhấn vào nút đăng ký theo dõi kênh Sài Gòn TV để không bỏ lỡ những tin tức mới nhất xung quanh cuộc sống của chúng ta nha. Gửi ngay tin nóng cho Sài Gòn TV qua hotline 0909 660 550 để có cơ hội gia tăng thu nhập nha.